Kính chào quý khán giả đang đến với chuyên mục xây dựng đảng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình mới cách làm hay, góp phần xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh như bác Hồ hàng mong muốn. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Cộng, hội viên hội cựu chiến binh xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu. Bằng những việc làm ý nghĩa và thiết thực của mình, Ông Cộng không chỉ phát huy có hiệu quả vai trò là nhân chứng lịch sử của một người cựu chiến binh, mà qua đó ông đã cùng với các cấp, các ngành tại địa phương góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trong thanh thiếu niên. Vậy, việc làm của người cựu chiến binh này là những việc gì? Kính mời quý vị cùng chương trình đi tìm câu trả lời ngay sau đây. Đây là căn nhà của cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Cộng, ngụ tại xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu. Gia đình ông Cộng có một tiệm sửa xe đạp gian đường liên xã, Song điều khiến cho nhiều người phải chú ý khi đi ngang ngôi nhà của ông, đó chính là câu khẩu hiệu Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ được treo trang trọng ngay giữa nhà. Chưa dừng lại ở đó, nếu có dịp bước vào bên trong ngôi nhà, chắc chắn nhiều người sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa. Trên bức tường nhà, ông Cộng trân trọng treo hơn trăm tấm ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người con ưu tú của dân tộc, từ chân dung các vị cố lãnh đạo của đảng và nhà nước đến chân dung các anh hùng liệt sĩ những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Ngoài ra, trong bộ sưu tập của mình, ông còn sưu tầm và gìn giữ nhiều hình ảnh có giá trị lịch sử về những năm tháng đấu tranh kiên cường của dân tộc ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Những bức ảnh này, với ông, là cả một gia tài vô giá. Đây cũng chính là tâm huyết, là ước mơ mà ông đã dành nhiều thời gian, công sức và tiền của để thực hiện. Tôi rất may mắn đã trở thành là một người lính chính quy trong quân đội nhân dân Việt Nam. Ra đi có ngày quay trở về đoàn tụ được với gia đình. Ha. Còn đồng chí đồng đội ra đi đã ăn dũng hy sinh cho tổ quốc. Từ đó tôi mới có ý định phải đi tìm kiếm những hình ảnh tướng tài của đất nước Việt Nam, tìm kiếm những cái, những cái anh hùng liệt sĩ khắp ba miền. Tôi muốn đem những cái hình ảnh tướng tài của đất nước Việt Nam về nhà để chuyển lãm trước hết là để cho cái thế hệ trẻ sau này phải cố gắng học tập và làm theo. Để có những bức ảnh này, ông đã cất công sưu tầm suốt hơn 30 năm qua. Từ những chuyến đi Hà Nội, Cung Đảo, đến những bảo tàng lớn trong và ngoài tỉnh. Hãy đi đến đâu, thấy đẹp, ông đều chụp lại hoặc sưu tầm theo nhiều cách riêng của mình. Là cái ước mơ là sẽ giết được 64 đồng chí đồng đội đã anh dũng hy sinh ở đảo Cát Ma đem về nhà hàng năm dù mình thờ làm một mâm cơm để cúng thôi là cái điều đó vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Đó. Bên dưới các bức ảnh, ông còn cẩn thận chú thích rõ họ, tên, chức vụ, năm sinh và năm mất của các nhân vật lịch sử hoặc cho ghi chú cụ thể về nội dung diễn biến lịch sử có liên quan đến tấm ảnh. Bản thân ông cũng là người nhớ và hiểu biết rất rõ về những nhân vật và sự kiện này. Để rồi mỗi khi có ai đó ghé thăm và hỏi đến, ông đều nhiệt tình hướng dẫn và say sưa kể về những câu chuyện có liên quan. Việc làm của chú rất là ý nghĩa, chú đã uh, bỏ rất là nhiều thời gian ra để uh, sưu tầm được những cái tấm hình này, qua những hình ảnh và những câu chuyện của chú kể thì uh, em thấy là một đoàn viên, chúng ta phải cùng nhau rèn luyện và cùng nhau tìm hiểu về lịch sử, cùng nhau xây dựng đất nước chúng ta thật là tốt hơn để xứng đáng với những gì mà cha ông của chúng ta đã dày công xây dựng. Ông Cộng cho biết, cả gia đình ông đều tham gia cách mạng. Bản thân ông cũng từng là người lính bộ đội Cụ Hồ. Việc ông sưu tầm những hình ảnh, những vị lãnh tụ cách mạng, những anh hùng dân tộc, cốt là để hung đúc thêm tình yêu quê hương đất nước của mình, đồng thời góp phần giáo dục con cháu trong gia đình và các thế hệ trẻ tại địa phương về truyền thống hào hùng của dân tộc. Nói chung là nó cũng rất là khó khăn bởi vì kinh tế mình nói chung là cái điều kiện nó không cho phép. Nói chung là có tiền rồi á, lúc đó là muốn đi ở cái chỗ nào á là mướn xe đi, à, đi xe đi, rồi phải dỡ cơm theo nữa, rồi mới ra mới mướn người ta chụp những cái hình thẻ chút xíu cách đây là hai mấy ba chục năm mà chỉ cái hình thẻ thôi mới đem về nhà bỏ tủ cất bắt đầu cái hàng tháng hay dù, hay dù mà tháng dù mà có tiền đó, làm chỉ có tấm hai tấm thôi anh đem về à, nhờ nhiều cái bắt đầu mình mới treo hôm nay là tính ra thời gian này là ba mấy năm rồi. Với việc làm ý nghĩa này, hàng năm nhân các ngày kỷ niệm của đất nước. Ngôi nhà của ông Cộng dường như đã trở thành một bảo tàng thu nhỏ để đoàn viên thanh niên tại địa phương đến tìm hiểu và học tập. Riêng bản thân ông, dù đã tuổi cao, sức yếu, xong ông vẫn luôn nhớ rõ và đọc danh dách từng câu từng chữ các nội dung trong bản di chúc của bác. Để rồi khi có các thanh niên tại địa phương đến thăm, ông đều mang ra đọc, giảng nghĩa và nhắc nhở các thế hệ trẻ cần khắc cốt ghi tâm những lời dặn của bác. Học tập theo tấm gương của các cha ông đi trước, để rèn luyện bản thân và tích cực tham gia bảo vệ, xây dựng đất nước. Em cảm nhận đây là một việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực. À, thì qua việc làm của chú, đây cũng là một cái hướng hoặc là một cái hình thức để cho tụi em dễ dàng tiên truyền với các thế hệ trẻ, nhất là các em thiếu nhi đang ngồi ghế nhà trường. Trong thời gian tới thì à, tụi em sẽ tổ chức những à, chuyến thăm thực tế tại nhà chú cho các em thiếu nhi à, gắn với mô hình ông kể cháu nghe để từ đó cho chúng, cho các em thiếu nhi sẽ hiểu được về những nhân vật, những anh hùng lịch sử đã quên mình hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Đại diện cho xã đoàn thì mong rằng chú sẽ có thật nhiều sức khỏe để có nhiều thời gian và sưu tầm những cái tư liệu. À, sau đó sẽ là những cái tài liệu để tuyên truyền cho các em thiếu nhi và cho các em học hỏi được nhiều nhân vật lịch sử hơn nữa. Phát huy vai trò gương mẫu của người cựu chiến binh, mặc dù điều kiện kinh tế gia đình còn thiếu trước hộp sau, nhưng ông Cộng luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội. Đến nay, ông đã có hơn 10 năm liên tục tình nguyện hiến máu. Mỗi năm như vậy, ông hiến ít nhất 2 lần. Chưa dừng lại ở đó, hơn 10 năm trước, khi việc hiến xác cho khoa học vẫn còn là điều gì đó mơ hồ, ít được mọi người biết đến, thì ông đã âm thầm tự mình làm điều đó. Không chỉ tình nguyện hiến xác, ông còn đăng ký hiến tặng cứu người, dễ mong muốn, cho đi là còn mãi. Ngoài ra, trước tiệm sửa xe tại nhà mình, ông còn đặt tấm bảng và luôn sẵn lòng vui vẻ bơm bánh xe miễn phí cho các em học sinh. Bạn bè mình chết thì nói chung là không mang được xác về. Mình chết vẫn được vợ con mang xác về được thì mình nói đó mình tự mình quyết định. Tôi là tình nguyện đi hiến xác trực tiếp cho Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hiến nội tạng cứu người á, cứu được khoảng chừng cứ 8 đến 10 người. Đó thì hạnh phúc rồi. Biết đâu may mắn một ngày nào đó có bằng một người người ta tới thì mình thắp một cái nhang là hạnh phúc vô cùng. Ha, con cháu nó ra, ừ, nó mới nó bắt trước nó học tập theo cha ông nội ông ngoại nó anh dũng quên mình trong thời chiến nghĩa tình và hết lòng vì mọi người trong thời bình những hành động và việc làm của cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Cộng xứng đáng được trân trọng và tôn vinh quý khán giả thân mến chương mục xây dựng đảng của đài phát thanh và truyền hình tây ninh kỳ này xin được phép khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại